Mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Dạ thì hiện tại em đang có mặt ở đây là ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất nhà vườn cây ăn trái ha. Nhà xây kiên cố luôn quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu mua nhà và để về làm khu nghỉ dưỡng hoặc là mua về để ở và trồng cây ăn trái thì lô này là khá là thích hợp nha quý cô chú anh chị. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có rảnh thì cố gắng bớt chút thời gian ha, theo dõi hết video ngày hôm nay em quay. Và trước khi em quay vào trong lô đất của mình thì em sẽ quay con đường đi, nhà cửa dân cư xung quanh cho quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo trước ha. Dạ thì con đường của mình ở đây là mặt tiền đường nhựa, hành lang lộ giới là 9m nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây là có điện cáp wifi thì đầy đủ ha. Và các hộ dân ở xung quanh cũng khá là đông luôn quý cô chú anh chị. Và phía vào trong này thì là đường nhựa thông vào các hộ dân ở bên trong nha quý cô chú anh chị ha. Và ở đây thì nhà cửa dân cư người ta xây tục vào trong đó quý cô chú anh chị, chứ không có xây lường ra phía ngoài đường. Nên mình nhìn thì mình thấy đa số là đều ha, nhưng mà thực chất là dân cư rất là đông luôn. Và cái hướng đường nhựa ngược lại của em đây thì sẽ di chuyển ra được Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa và chùa Thanh Vân nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí của em đây di chuyển ra Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa thì chưa đến 2 km đâu quý cô chú anh chị. Nói chung là ở đây thì đường nhựa thông, nói chung là liên xã liên thôn luôn ha. Và đường nhựa của mình ở đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy là hành lang lộ giới 9m nên hai xe hơi di chuyển giao nhau thoải mái nha quý cô chú anh chị. Và lô đất ngày hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị là ngay trước mặt em đây luôn quý cô chú anh chị ha. Thì lô đất của mình được 27,9 mặt tiền đường nhựa nha. 27,9m mặt tiền đường nhựa. Thì cái ranh móc đầu tiên em chỉ cho quý cô chú anh chị thấy ha, là ngay cái cọc sắt này nè quý cô chú anh chị, ngay cọc sắt này ha. Chạy thẳng ra đằng sau là 100m và cái cạnh phía bên kia thì chạy thẳng ra đằng sau là 120m và bung hậu ra là 11.141,7 m² nha quý cô chú anh chị ha. Và ở đây là hiện tại chưa có thổ cư, nhưng mà đất của mình là quy hoạch phủ hồng thổ cư nha quý cô chú anh chị. Thì mà lúc quý cô chú anh chị có lên mua thì muốn mua thêm đăng ký thổ cư thì có thể liên hệ với em ha, em sẽ hỗ trợ về vấn đề đăng ký thổ cư cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và lô đất của mình ngày hôm nay thì có cây ăn trái vàng, nhà cấp 4 nè quý cô chú anh chị, nhà xây kiên cố khá là đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị mua về là có thể dọn vào ở luôn nha quý cô chú anh chị ha. Và lô đất ngày hôm nay thì chính chủ gửi em bán với giá là 1.500.000.000 nha quý cô chú anh chị. Thì nói chung là chưa đến 140 triệu một sào ha, mà trên đất có sẵn nguồn thu cho mình luôn. Thì phía trước có cây ăn trái, còn phía sau nhà là có điều nha quý cô chú anh chị, nguyên một vườn điều ở phía sau luôn. Và chất đất của mình ở đây là chất đất đen thịt như quý cô chú anh chị. Chất đất đen thịt này thì mình trồng cây ăn trái khá là tốt luôn quý cô chú anh chị. Nói chung là cô trồng cây ăn trái và các loại rau hoa màu á, rất là tốt luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ cái ranh móc phía bên này thì ngay cái chỗ hàng rào nè quý cô chú anh chị. Nói chung là cô rào cái lưới B40 là kín đất rồi ha. Thì cái ranh móc thứ hai là từ ngay cạnh tay em chỉ đây ha, và chạy thẳng ra đằng sau là 120m. Và ở đây thì cô có làm cổng trước nhà mình nè quý cô chú anh chị. Nói chung là rào lưới B40 là kín đất rồi ha. Thì phía trước này thì cô có trồng hoa mai nè ha, và đổ bê tông chạy thẳng vào trong nhà luôn quý cô chú anh chị. Nên nói chung là nhà của mình tương đối là gọn gàng và rất là sạch sẽ luôn ha. Vườn từ cô cũng gọn, rất là gọn gàng luôn quý cô chú anh chị. Và đây là ở trước nhà có cây mai ha. Và đây là hai cây chôm chôm thái, đây một cây, và phía trong này một cây chôm chôm thái nữa quý cô chú anh chị. Và đây là hoa màu cô trồng này quý cô chú anh chị ha. Đây là rau thơm ha, rồi ớt nè ha, và các cây chỉ nho nhỏ là cô trồng, nói chung là rất là tốt luôn quý cô chú anh chị. Và phía bên này thì cô có trồng thơm, và ở đây là cũng có hai cây chôm chôm thái luôn, và hiện tại là đang ra trái nè quý cô chú anh chị ha. Thì chôm chôm của mình đang ra trái rất là nhiều nè quý cô chú anh chị ha. Đây bông là trái, nói chung là tương đối là nhiều luôn. Và nhà cửa của mình thì nói chung là rất là kiên cố quý cô chú anh chị.
Đây, nhà cô xây ha. Thì phía bên hông thì cô có làm một cái mái vòm chữ L đó ha, để che phía bên hông để mình để xe cộ đó quý cô chú anh chị. Và phía trước nhà thì cô có lót gạch men ở trên đất rồi ha. Nói chung là nhà cửa rất là gọn gàng quý cô chú anh chị. Lót gạch men rồi và cửa của mình ở đây là cửa sắt ha. Và trong nhà rất là sạch sẽ quý cô chú anh chị. Nói chung là vườn tược của mình ở đây thì em thấy là rất là gọn gàng. Đây, cây chôm chôm của mình phía trước cũng rất là nhiều bông với cô chú anh chị ha. Và đây là cây hoa ha, cây kiểng. Phía bên này cây chôm chôm nhỏ nhưng mà trái rất là nhiều luôn. Và bây giờ em sẽ vô trong cái nhà em quay cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ thì đây là phía phòng khách của mình đó quý cô chú anh chị. Thì nói chung là cô sẽ để lại nhà ha, nhà cửa nhưng mà nội thất thì cô sẽ lấy đi. Nói chung là chỉ để lại cái căn nhà cho mình thôi quý cô chú anh chị ha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là nhà mình còn rất là mới luôn. Thì nếu mà hai vợ chồng và hai đứa con ở thì rất là thoải mái nha quý cô chú anh chị. Và nhà thì có lợp la phong rất là mát mẻ luôn quý cô chú anh chị nha. Phòng khách của mình thì cũng khá là rộng luôn. Và đây là cái phía phòng ngủ nè quý cô chú anh chị. Mình được hai phòng ngủ ha. Và chỗ này là cái phòng phụ phía dưới đó quý cô chú anh chị. Và em đang di chuyển ra phía sau bếp cho mình luôn. Và ở dưới bếp thì cô cũng ốp gạch men hết dưới nền đó quý cô chú anh chị. Và cô làm theo cái kiểu cũng rất là lạ luôn. Và ở đây là chỗ để bếp ga ha, và nồi niêu xông chảo đó quý cô chú anh chị. Và ở đây là cái phòng tắm và nhà vệ sinh của mình. Dạ, đây là cái khu bếp đó quý cô chú anh chị. Thì nói chung là chỗ này là chỗ rửa chén ha, để máy giặt. Và có một cái bếp lò rất là lạ luôn quý cô chú anh chị nè. Đây có ống khói di chuyển khói ra phía ngoài đó quý cô chú anh chị ha. Và có cái bếp rất là thoáng luôn. Và cái cửa này thì sẽ di chuyển ra được phía sau vườn của mình đó quý cô chú anh chị nha. Thì đây là cái trái L phía bên hông này quý cô chú anh chị. Nói chung là nhà cửa của mình thì quý cô chú anh chị có thể về ở là hai vợ chồng và hai đứa con là tương đối thoải mái ha. Vì có đến hai cái phòng ngủ lận thì nói chung là rất là thoải mái luôn. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là chất đất ở đây ha, chất đất đen thịt. Đây là quý cô chú anh chị, chất đất đen thịt này thì trồng cây ăn trái hoặc là trồng hoa màu rất chi là tốt như quý cô chú anh chị ha. Và bên hông của mình đây thì có ít chuối ha. Chuối này là chuối sứ nhưng quý cô chú anh chị đang ra quầy quá trời luôn nè. Đây là có một cây điều cổ thụ ha. Hiện tại thì cô thu trái cũng gần hết rồi đó quý cô chú anh chị ha. Đây đất của mình ở bên này quý cô chú anh chị, từ bên này qua ha. Cô rào lưới B40 kín đất hết rồi nên nhìn rất là gọn gàng quý cô chú anh chị. Còn phía sau này là điều ha, đang cho trái nè quý cô chú anh chị. Đây là chín rất là nhiều luôn. Thì quý cô chú anh chị nếu mà muốn lên xem lô đất này thì nhớ là liên hệ với em qua số điện thoại là 0967557282. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo ha. Dạ thì cái bên hông này là cái chỗ lúc nãy ở trong nhà em có quay ra đó quý cô chú anh chị. Nói chung là cái này có thể di chuyển vào trong nhà thoải mái ha. Đây, mình có thể thấy trong nhà được đó quý cô chú anh chị ha. Rồi, cây mận quá trời trái luôn. Đây, sau này thì có bồn nước và sau kế bồn nước thì có ít cây chuối nữa quý cô chú anh chị. Và đây có cây mít thái ha. Rồi, mận nhỏ xíu rồi quý cô chú anh chị nhưng mà trái nhiều lắm. Nè. Đây. Rồi, nhìn cây mận trái triểu luôn quý cô chú anh chị. Đây ha, nhánh trên, nhánh dưới gì cũng chín quá trời chín luôn nè. Nói chung trái rất là nhiều luôn, nhìn thích lắm quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nói chung là có nhu cầu mua làm mua về ở và làm khu nghỉ dưỡng hoặc là mua để làm vườn. Thì em thấy là lô này rất là thích hợp quý cô chú anh chị, phù hợp túi tiền của mình và có thể là đầu tư cũng được ha. Thì nói chung là có nguồn thu sẵn trên đất cho mình và có sẵn nhà cấp 4 luôn. Thì nếu quý cô chú anh chị có ý định muốn mua đất để đầu tư thì đừng bỏ lỡ cái lô đất này nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì quý cô chú anh chị thấy cô trồng đậu này ha, như cái này là đậu đũa đó. Thì quý cô chú anh chị thử cũng thấy là nhìn rất là tốt luôn quý cô chú anh chị. Đây ha, nhìn cái vườn của mình nói chung là rất rất là đẹp và tốt luôn. Thì nói chung cô ở nhà thì cô hay trồng mấy cái này để tăng gia sản xuất đó quý cô chú anh chị ha. Thì
cô chỉ có trồng mấy này để cô bán và kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày thôi quý cô chú anh chị. Và nói chung cô đang kẹt tiền ngân hàng nên cô mới muốn bán lô đất này. Thì em thấy là hơn 1 hecta mà giá chỉ có 1,5 tỷ và có sẵn nhà cấp 4 và nguồn thu trên đất cho mình luôn. Thì giá này cũng khá là thích hợp để đầu tư đó quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị xem video yêu thích lô đất này, nhanh tay nhấc máy lên alo cho em ha. Và đây là cái phần điều phía sau này quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thấy ha, điều của mình rất rất chi là tốt luôn. Và điều của mình ở đây thì cô thu trái rồi nha quý cô chú anh chị. Nói chung là thu gần hết mùa điều luôn rồi. Thì nói chung quý cô chú anh chị về thì có sẵn nguồn thu trên đất cho mình luôn á quý cô chú anh chị. Và nếu mà từ vị trí của quý anh cô chú anh chị mà lên cái lô đất này thì khoảng là nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh ha di chuyển lên đây là khoảng 159 km thôi quý cô chú anh chị, và từ Bình Dương di chuyển ở đây thì khoảng là 102 km ha, và nếu mà từ phía bên Đồng Xoài di chuyển vào lô đất thì khoảng là 79 km đó quý cô chú anh chị, và cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị nhà mình đang ở đâu nữa ha. Và hôm nay em cũng quay cái lô đất này để gửi đến quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy thích hợp thì nhanh tay nhấc máy lên alo cho em ha. Và lô đất của mình ở đây thì rất là bằng phẳng quý cô chú anh chị, rất là bằng phẳng và rất là đẹp luôn ha. Và không có vướng quy hoạch, không có tranh chấp và không có màu mã gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn. Thì quý cô chú anh chị có thể là tham khảo hoặc là muốn lên xem trực tiếp thì cứ nhấc máy lên alo cho em ha. Em sẽ dẫn quý cô chú anh chị vào lô đất này để tham khảo xem có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không nha. Đây quý cô chú anh chị thấy ha. Điều của mình nói chung là cũng là điều già ha. Cũng tương đối già chứ không phải là già lắm đó, quý cô chú anh chị, nhưng mà cây 10 cây như một ha, khá là đều luôn quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn và trái cũng rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị ha. Và ở phía sau này có một cây mít nè đang cho trái nè quý cô chú anh chị. Đây, trái rất là to luôn nè. Dạ thì khi mà quý cô chú anh chị mình muốn lên mua đất thì bên chủ nhà sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm mốc lại cho bên mình, nên quý cô chú anh chị nhà mình cũng yên tâm ha. Thì lúc mà quý cô chú anh chị có muốn đăng ký thổ cư thì cứ liên hệ với em ha, em sẽ hỗ trợ cùng chủ nhà để mua thổ cư giúp quý cô chú anh chị nhà mình ha. Và ở đây phủ hồng thổ cư nên đăng ký thổ cư cũng tương đối là dễ nha quý cô chú anh chị. Nói chung là thì cũng khoảng là 30 triệu quay đồng là 100 mét thổ cư thôi ha. Nói chung là giá thổ cư thì cũng nói chung là nó cũng không cố định đâu quý cô chú anh chị. Thì em sẽ nói lại thông tin lô đất một lần nữa cho quý cô chú anh chị mình nắm rõ ha. Dạ, lô đất của mình thì thuộc ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và thuộc hướng bắc nha quý, đông bắc nha quý cô chú anh chị, và có diện tích là 27,9 mét mặt tiền đường nhựa, nở hậu ra là 11.141,7 mét vuông và có quy hoạch thổ cư và có sẵn nguồn thu ở trên đất cho mình là điều nha quý cô chú anh chị ha. Và có nhà cấp 4 và có sẵn cây ăn trái và ít chuối trên đất cho mình. Nói chung là có nhà vườn, cây ăn trái và nguồn thu trên đất cho mình luôn. Và hôm nay chính chủ gửi em bán với giá chỉ có 1 tỷ 500 triệu thưa quý cô chú anh chị ha. Và giá này là giá bao sổ sách cho mình luôn. Thì quý cô chú anh chị xem hết video của em mà yêu thích lô đất này thì nhớ để lại bình luận dưới video của em hoặc là kết bạn với em qua số Zalo là 0967 557 282 ha. Em sẽ gửi mọi thông tin, sổ sách, hình ảnh, vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình tham khảo nha. Dạ thì em cũng quay là toàn bộ lô đất thì từ ngoài đường đường nhựa vào trong lô đất cho mình và quay hết cái căn nhà cho mình ha, và quay ngoài vườn cho mình nữa, và đã đưa toàn bộ thông tin cho quý cô chú anh chị mình nắm rõ rồi. Thì nếu quý cô chú anh chị muốn hỏi gì hoặc thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận dưới video của em hoặc các bạn qua số Zalo, em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.